Dạ chào các anh đam mê câu cá đến với video số 5 của kênh Đồ Câu Tugro Japan ạ. Hôm nay em có một số máy câu sale cho các anh xài thử nha. Và cuối video em sẽ lên cho các anh ba con máy size 5.000, 6.000 và 7.000, các anh chơi tham khảo nha. Dạ rồi, đến với con máy đầu tiên. Con máy số 1, con máy của hãng Shimano, con máy Tomorrow Adult 1.000 Titanus nha. Mô bin sống nè, tiếng kêu lưỡi gà còn khá là ok luôn nha. Trên núm con nó thì nó có in hãng Shimano trên này cho mình luôn. Đây, núm con còn gạt mượt mà luôn ha. Con lăn vẫn còn đẹp và sáng bóng luôn. Với con máy này, dài cước số 2 thì được 160m, cước số 3 110m và cước số 4 là 90m. Về ngoại hình thì con máy này vẫn còn khá là đẹp và sáng bóng luôn nha. Chạy xước dâm ha. Con máy xuất xứ Korea, xuất sang thị trường Nhật Bản. Tay quay trái phải đầy đủ luôn, chốt chặn đầy đủ luôn, có thể đổi tay quay sang trái hoặc phải luôn. Đây, chốt chặn một chiều có tiếng kêu, hai chiều tắt tiếng kêu cho mình luôn nha mấy anh. Con máy mã số 1 em bán với giá là 190k. Con máy mã số 1 190k hãng Shimano. Đến với con máy mã số 2, một con máy đến từ hãng Daiwa, con máy long skateboard XT700B. Đây, con máy xuất xứ Thái Lan, xuất sang thị trường Nhật Bản. Mô bin sống, tiếng lưỡi gà nghe cũng còn thanh luôn nha. Đây, đúng con cần gạt một hà luôn. Con lăn vẫn còn rất là đẹp luôn nha. Với con máy này thì vào cước số 6 thì được 130m, cước số 8 110m và cước số 10 là được 90m. Con máy này mã, con máy này size thực của nó là 2.000 nha mấy anh. Con máy chạy bạc đạn, tay quay trái phải đầy đủ, có thể đổi tay quay sang trái hoặc phải luôn, chốt chặn đầy đủ luôn. Chốt chặn, con máy hoạt động tốt luôn nha. Con máy mã số 2 em bán với giá là 260k. Con máy mã số 2 260k. Đến với con máy mã số 3 đến từ hãng Shimano, con máy Holiday Pin 2000. Vào cước số 3 thì được 100m và vào cước số 4 thì được 70m. Con máy này là size thực là 2000. Con máy xuất xứ Malaysia, xuất sang thị trường Nhật Bản. Dạ đây ạ. Về ngoại hình thì tầm khoảng 90% mặt nó chỉ bị chóc cái lớp keo ở ngay chỗ cái cối thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Vết xước dâm nhẹ do máy cũ của hàng bãi Nhật thì nó chỉ bị trầy xước theo thời gian thôi. Tay quay trái phải đầy đủ luôn, chốt chặn đầy đủ luôn, có thể đổi tay quay sang trái hoặc phải, chạy bạc đạn cho mình luôn nha. Đây, máy hoạt động êm mượt luôn, chốt chặn. Con máy hoạt động tốt, con máy mã số 3 em bán với giá là 269k. Con máy mã số 3 269k. Đến với con máy mã số 4, một con máy xuất xứ Korea, xuất sang thị trường Nhật Bản. Con máy Skullbin CS10. Mô bin sống nè, tiếng kêu lưỡi gà còn nghe thanh luôn, đúng con. Con lăn vẫn còn đẹp và sáng bóng luôn, cần gạt mượt mà luôn. Về ngoại hình thì còn khá là mới luôn nha, độ mới khá là cao luôn. Con máy này thì để em coi coi. Vào cước số 4 thì được 110m, cước số 6 thì được 90m và cước số 8 thì được 55m. Con máy này size thực chắc ta tầm khoảng 1.000 nha mấy anh. Tay quay trái phải đầy đủ, có thể đổi tay quay sang trái hoặc phải luôn, chốt chặn đầy đủ luôn. Đây, máy im mượt luôn, chốt chặn. Đó, con
máy hoạt động tốt. Con máy mã số 4 bán với giá là 140k. Con máy mã số 4 140k đến với con máy mã số 5. Một con máy Settle 0070ST. Con máy này vào cước số 2 thì được 130m, cước số 3 110m và cước số 4 là 80m. Size thực là máy của máy này là 2000. Đấy. Mô pin sóng, tiếng kêu của lưỡi gà vẫn còn nghe rất là đã tai ha. Đúng con. Cần gạt mượt mà nè. Con lăn chỉ hơi cũ thôi nhưng cũng không ảnh hưởng đâu. Con máy này thì nó chỉ có một vài vết xước dâm thôi. Độ mới của nó cũng còn khá là cao luôn nha mấy anh. Đấy. Tay quay trái phải đầy đủ. Có thể đổi tay quay sang trái hoặc phải luôn. Có chốt chặn đầy đủ luôn. Hoạt động máy luôn nè mấy anh ơi. Chốt chặn cho mình luôn. Chặn tới đâu là dính tới đó cho mình luôn nha mấy anh. Rồi, con máy mã số 5 em bán với giá là 150k. Con máy mã số 5 150k. Đến với con máy mã số 6 cũng xuất xứ Korea, xuất sang thị trường Nhật Bản luôn. Một con máy Orion Bin SB700 của hãng Longtrek. Con máy này vào cước số 2 thì được 150m, cước số 3 100m và cước số 4 là 70m. Con máy này có size thực là 2000 nha. Mô bên sóng, tiếng kêu lưỡi gà vẫn còn thanh luôn. Núm con. Con lăn vẫn còn đẹp và sáng bóng luôn nè. Đấy. Cần gạt mượt mà luôn. Về ngoại hình thì vẫn còn đẹp và sáng bóng nha. Tay quay trái phải đầy đủ, có thể đổi tay quay sang trái hoặc phải, chốt chặn đầy đủ luôn. Hoạt động của máy. Chốt chặn. Máy hoạt động tốt. Con máy mã số 6 em bán với giá là 150k. Con máy mã số 6 150k. Đến với con máy mã số 7. Con máy của hãng Shimano. Holiday Bin 1000, size thực 1000 luôn. Con máy này vào cước 1.5 được 130m, cước số 2 100m và cước số 3 là 65m. Mô pin sóng, tiếng kêu lưỡi gà vẫn còn lanh thanh nha. Đấy, đúng con. Con lăn vẫn còn đẹp và sáng bóng luôn. Cần gạt mượt mà luôn. Con máy này thì về ngoại hình thì chỉ bị một vài vết xước lông mèo thôi. Tay quay cũng còn khá là mới và sáng bóng luôn. Tay quay trái phải đầy đủ luôn, có thể đổi tay quay sang trái hoặc phải, chốt chặn đầy đủ luôn. Con máy này chạy bạc đạn nha mấy anh. Đấy. Hoạt động máy khá là êm mượt luôn, không xào lắc cho mình luôn. Chốt chặn. Một chiều có tiếng kêu, hai chiều tắt tiếng kêu cho mình luôn nha mấy anh. Con máy mã số 7 em bán với giá là 270k. Con máy đến từ hãng Shimano, mã số 7 270k. Đến với con máy mã số 8, một con máy xuất xứ Korea, xuất sang thị trường Nhật Bản. Con máy Snai 0070. Đây. Ngoại hình của nó thì màu đen. Độ mới thì tầm khoảng 90% nha. Tay quay trái phải đầy đủ, có thể đổi tay quay sang trái hoặc phải luôn. Chốt chặn đầy đủ luôn. Mô pin sóng, tiếng kêu lưỡi gà vẫn còn thanh luôn. Đúng con. Cần gạt mượt mà luôn. Con lăn vẫn còn đẹp và sáng bóng luôn. Hoạt động máy êm mượt luôn, khá là tốt luôn. Chốt chặn. Đấy, chặn tới đâu là dính tới đó luôn. Con máy này vào cước số 6 thì được 140m, cước số 8 110m và cước số 10 là được 90m. Đấy. Con máy này tầm khoảng size 2000 nha mấy anh. Con máy mã số 8 em bán với giá là 150k. Mã số 8 150k. Đến với con máy đến từ hãng Daiwa, xuất xứ Đài Loan, Taiwan, xuất sang thị trường Nhật Bản. Đấy.
độ mới cũng còn khá là cao luôn. Mô bên sống nè, tiếng kêu lưỡi gà khá thanh luôn. Đúng con, có in hãng đai qua trên này cho mình luôn nè. Đấy. Còn gạt mượt mà luôn, con lăn vẫn còn sáng luôn. Đấy, tay quay trái phải đầy đủ, chốt chặn đầy đủ, có thể đổi tay quay sang trái hoặc phải luôn. Với con máy này thì vào cước số 2 là được 220m, cước số 3 thì được 150m và cước số 4 là 100m. Chốt chặn. Hoạt động máy êm mượt luôn. Chốt chặn. Khá là ok luôn. Con máy mã số 9 em bán với giá là 180k. Con máy mã số 9 180k. Cái size máy của con này là tầm khoảng 3.000 nha mấy anh. 3.000. Đến với con máy mã số 10. Đây. Con máy này là con máy Bing KX800 đến từ hãng Olympic. Mua bên sống nè. Tiếng kêu lưỡi gà mềm mại luôn. Đấy, đúng con. Con lăn vẫn còn mới, sáng đẹp luôn. Còn gạt mượt mà luôn, chạy bạc đạn cho mình luôn nha. Radio là 5.4, một con máy có radio khá là cao luôn. Vào cước số 2 là được 220m, cước số 3 là 150m và cước số 4 là 100m. Con máy này thì tầm khoảng từ 3.000 tới 3 xây từ 3.000 tới 3.500 nha mấy anh. Về ngoại hình vẫn còn đẹp là sáng bóng luôn, chỉ chày ngay đây nhẹ thôi. Đó, cái sức dâm này thì không đáng kể đâu. Con máy nhìn còn khá là ok. Tay quay trái phải đầy đủ, có thể đổi tay quay sang trái hoặc phải luôn. Cái tên nó ngay đây nó bị chóc xíu nha. Đây, chốt chặn nè. Hoạt động máy êm một luôn. Số 10 xuất xứ Korea, xuất sang thị trường Nhật Bản, em bán với giá là 240k. Con máy mã số 10 240k. Và sau đây em đến với một con máy có độ mới khá là cao, con máy xây 5.000. Đấy, đồ nội địa, đồ Nhật Bản, chạy bạc đạn cho mình luôn. Độ mới thì khoảng 93-95% luôn nha, chỉ bị một vài vết xước dâm nhẹ thôi. Nhìn mát mắt ha. Con máy này thì vào cước số 8 thì được 350m, vào cước số 10 thì được 280m. Radio là 5.2, một radio khá cao ha. Về ngoại hình thì khỏi phải bàn rồi. Tay quay trái phải đầy đủ luôn nha, chốt chặn đầy đủ luôn, có thể đổi tay quay sang trái hoặc phải cho mình luôn nha. Con máy này là thân carbon, cối là cối hợp kim nha. Đó, nhưng mà nó cũng rất là gọn nhẹ cho mình luôn. Mô bình sống, tiếng kêu lưỡi gà khá là êm tai luôn. Đúng con. Còn gạt mượt mà luôn nè. Con lăn nè. Mới đẹp và sáng bóng luôn. Đó, em quay cận sát đi cho mấy anh coi luôn nè. Quá là hoàn hảo luôn. Đây, tay quay nè. Con này thì khỏi có cái gì mà chê nó luôn đấy. Hoạt động máy đây. Êm ngược luôn. Chốt chặn. Chặn tới đâu là dính tới đó luôn. Hai chiều. Con máy này hoạt động còn tốt nha. Con máy này xây 5.000, em bán với giá là 199k. Con máy này 199k nha. Đến với con mã số 12. Con máy xây 6.000. Đây, thì nó cũng giống kia nhưng mà xây nó lớn hơn thôi. Đấy. Chạy bạc đạn luôn.
Thân carbon cói là cói mặt kim luôn. Đây. Cũng bị vết xước dâm thôi. Đấy. Mô bên sóng. Tiếng lưỡi gà nghe êm tai ha. Đây, núm con này. Thằng gà mượt mà luôn à. Con lăn vẫn còn đẹp và sáng bóng luôn. Quay cận cảnh cho mình coi luôn, từng chi tiết luôn. Đấy. Mê. Chỉ có chữ mê thôi. Vòng cước số 12 thì được 300m, cước số 14 thì được 260m. Ratio là 5.2 nha mấy anh. Đấy. Đây, quay đây. Con mái mã số 6 em bán với giá là 210. Em lộn. Con mái mã số 12 xây 6.000, em bán với giá là 219k. Con mái mã số 12 em bán với giá là 219k. Đến với con mái mã số 13. Con mái cuối cùng của buổi của clip ngày hôm nay, con mái xây 7.000. Vào cước số 12 thì được 380m, cước số 14 được 320m. Ratio là 5.2. Tay quay trái phải đầy đủ cho mình luôn nha. Đổi chiều tay quay được luôn. Đổi tay quay trái phải luôn. Đây. Đó. Mô bên sóng. Tiếng lưỡi gà còn thanh luôn, núm con. Còn gạt mượt mà luôn, con lăn vẫn còn đẹp và sáng bóng luôn. Đấy. Quá xá là đẹp luôn. Khá là êm mượt luôn. Độ mới nó còn cao lắm nha mấy anh. Hoạt động máy thì khỏi phải bàn luôn, khá là êm mượt luôn. Đấy, chốt chặn đây. Con máy mã số 13 em bán với giá là 239k. Mã số 13 239k. Con máy con mình coi lại mã số 12 ha. Hoạt động máy nè. Đấy. Chốt chặn. Con máy này thì em bán giá là 219k. Còn xây 7.000 thì 239k. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em ạ. Video của em xin kết thúc tại đây ạ. Các anh cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ số điện thoại em ghi trên màn hình, hoặc Zalo của em số 0329737399. Em xin cảm ơn và chúc các anh đi câu thuận lợi nhiều cá ạ. Hẹn các anh ở video tiếp theo.